Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Trong đêm nay và sáng sớm mai, ở khu vực vùng núi phía Bắc tiếp tục có mưa rào và rông rải rác. Trong cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa rông, người dân cũng đề phòng với khả năng lốc xét và gió giật mạnh, thậm chí là cả lũ quét và sạt lở đất. Sang ngày mai, vùng hội tụ gió sẽ yếu dần đi, Bắc Bộ chỉ có mưa một vài nơi trong buổi sáng. Sau đó, trưa và chiều, trời tạnh giáo, có nắng, nhiệt độ ở ngưỡng từ 33 cho đến 36 độ, cục bộ vẫn còn nắng nóng. Trong đêm nay và ngày mai, ở các tỉnh Trung Bộ, mưa rào và rông vẫn chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Nam, từ Bình Định đến Bình Thuận. Nhiệt độ phổ biến từ 30 cho đến 33 độ. Còn khu vực Bắc và Trung Trung Bộ, mưa rào và rông chỉ xuất hiện một vài nơi vào thời điểm chiều tối. Vào ban ngày, trên các khu vực vẫn phổ biến là nắng giáo, nhiệt độ giao động từ 32 cho đến 35 độ nắng nóng sẽ xảy ra cục bộ ở khu vực vùng núi phía tây của khu vực. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên tiếp tục có mưa rào nhiều nơi và giải rác có rông. Cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 30 đến 60 mm, có nơi trên 100 mm. Thời gian mưa tập trung nhiều hơn vào chiều tối và đêm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Do trời nhiều mây và có mưa nên nhiệt độ không cao ở Tây Nguyên, nhiệt độ từ 28 cho đến 31 độ còn ở Nam Bộ là từ 29 cho đến 32 độ, cục bộ có nơi cao hơn. Chuyển sang thời tiết biển, do ảnh hưởng của dãy áp thấp nên đêm nay và sáng ngày mai, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, tiếp tục có mưa rào và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật. Thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Tại khu vực miền Đông, mây thay đổi, gần sáng và sáng sớm có mưa rào và rông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Các thị xã, thành phố thuộc khu vực miền Tây của tỉnh cũng dự báo gần sáng và sáng sớm có mưa rào và rông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động từ 26 đến 33 độ. Và đây cũng là hình thế thời tiết ở thành phố Hạ Long, gần sáng và sáng sớm có mưa rào và rông, ngày trời nắng, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất cũng chỉ 33 độ. Ở vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo Cô Tô, có mây thay đổi, gần sáng và sáng sớm có mưa rào và rông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, cấp 4, sóng cấp 2, cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.